Con để cho bác bế cháu chưa? Tôi đi vào tay đẹp không được con kiếm gì theo gọi taxi. Anh gọi taxi đi để cho Sương về đây. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan. Bây giờ lạc lôi bố đi làm sao được? Bây giờ nhá, con này có bé không? Có bé không thì mẹ con này. Bế thế nào? Con này đi về. Bây giờ không về được cô. Hãy bỏ cái tay ra. Tao đón con tao về với cháu tao về với đây chứ không mày mà này đi về. Mày về không? Nếu bây giờ ấy, em quyết định một là em về bên đấy thì thôi anh với em không có cái gì cả nữa. Thế mày làm có về không? Thì bảo tao này. Đi về đi. Thôi đi về. Anh cứ tí là mình phải về mình bảo bố ấy là thằng Kiên nó vừa sang đón con Sương bà chưa về. Nhưng mà ấy, anh phải nói câu này là thằng Kiên nó bảo là bây giờ đón con Sương về rồi không bố quan gì nữa để cho bố tức mình cứ thích nên để tí nữa bố sang bố chửi sức mẹ đi anh ạ. Thì đấy tí nữa bố về nói để cho bố cay ấy. Nói cũng thích vào để cho bố cay chứ kiểu gì bố cũng chửi thằng Kiên. Đã là bố sao mà đã đón về con xin khác là bố đã tức rồi đấy. Ngoài còn mình và chồng khẽ đẻo lên nữa thì thằng này chắc bố đánh luôn đi. Bây giờ cứ bác thắng về cứ kích đều là thằng Kiên nó con Thư nó chửi bác thế nọ thì kia thậm tệ đấy. Kiểu gì bố bạn chả ghét nó sang chửi nó ngay. Thằng này bố tôi có thích nó dẫn chị tôi đi đâu. Nó cứ đòi đi cơ. Ô bác thắng về này. Ô bố có bảo ơi. Thôi ôi thằng kia nó muốn tắt máy của con bảo. Thằng kia nó vừa san đón chị Thư về rồi ạ. Sao thằng kia nó sang đón đi cô mày Thư cả nhà này. Con cả rồi nhưng anh kia nói này. Anh kia bảo là bây giờ ấy tao sang tao đón vợ con tao về. Còn ấy bây giờ không bố con gì với bố nữa. Bây giờ này nó sang nó đón xong rồi con bảo. Xong rồi nó còn chửi con đánh con. Xong rồi nó bảo là nếu mà thích thì bảo bố mách bố đi. Xong rồi nó bảo là không cần bố con gì nữa. Không cần bố con thì bây giờ cái Thư nó mới đẻ xong bố đã bảo là bố đẻ đón cái sữa ở nhà mình đây dăm bữa nửa tháng hoặc là hai đến Tết bố mới cho bè cơ mà bây giờ nó sang nó đón mà nó không có năng gì nó không liên chuyện cho bố con Thư không liên chuyện bố Thư ơi tôi gọi anh kia ra đó được không ạ? Bây giờ bố con cả này còn bị đánh ấy. Con Thư này rất me rất néo mà bây giờ mấy bố con mình để tao đi xe tao đón ngay cái sữa về về không được đi. Đúng rồi, bố đi bố đón về coi xe tao không sao có chửi luôn ạ. Bây giờ anh Kiên này nói xấu bố như thế mà con rể như thế đấy bảo là không bố con gì nữa là thế nào đi thôi đi sang đấy bác chửi cho nó một trận bác ạ. Này không được đi về không nói với bố một câu nào như thế là láo rồi. Vừa mới bế sữa về bố. Cái thằng Kiên này nhá, mày cái mặt mày tao đã bảo rồi, tao cấm mày không sang nhà mà tao dâm đã bảo nè, bao giờ mày cúc sang nhà nói chuyện với tao tao đón về mà. Nhưng mà mới bố Thư này mày nữa. Hai vợ chồng mày đón nhau về đón cái sữa của nhà tao về mà mày đẹp ăn như thế này à? Đón về không chịu xin phép bố gì à? Cứ như kiểu thích thì đón không thích thôi. Xin phép cái gì bây giờ? Con của con đẻ ra thì con việc con đón về đây để thăm nhà mấy hôm. Con không thể làm con để con của con bên đấy được. Bên chúng nó để bên đấy hai chúng nó hành hạ con thương lắm. Nhưng mà mày tự ý đón gì tao bảo mày nè, không tao không mượn mày sang nhà tao mà tao cấm mày được cơ mà. Bố ơi, con vừa bảo anh Kiên đón sữa về, không phải anh Kiên tự ý đâu bố ạ. Đón như vậy không thể được, bố bảo rồi, bảo bao giờ bố bảo mấy thằng Kiên rồi nè, bao giờ nó sang nó bảo mấy mẹ nó sang đây bảo mẹ cúc sang nhà mình. Bố đã bảo từ nọ rồi cơ mà. Như này là không tôn trọng rồi bố ạ. Sữa nhà con nó nhớ bố thì con cho nó về với bố nó thôi. Nhớ bố vì gì? Cái thằng này thằng mất dạy, ta không muốn nè nó sang nhà mình. Con mất dạy ở điểm nào? Bây giờ tự ý sang đó như thế chưa phép bố mà từ sang như thế. Cả thằng nó xin tôi về với nhà đi bố. Con mất dạy ở điểm nào bố? Bây giờ là để bố đón sữa về. Bây giờ bố ơi, con vừa mới đón sữa về. Không, tao không có gì cả. Tao sẽ cho cháu ra về. Con để cho bác bế cháu chưa? Đi vào tay đẹp không được con kiếp gì. Tao gọi taxi đưa đây. Anh gọi taxi đi để cho sữa về đây. Chẳng còn ai yêu thương con như khi con còn bé. Chẳng còn ai sẽ quan. Bây giờ lạc lôi bố đi làm sao được? Bây giờ con này có bé không? Có bé không thì mẹ tao này. Con bế cho bố lôi cho tôi về đi. Tay cẩn thận. Cháu đang nhỏ. Con này đi về. Bây giờ không về được cô. Hãy bỏ cái tay ra. Tao đón con tao về với cháu tao về với đây chứ không mày mà này đi về. Mày về không? Nếu bây giờ ấy, em quyết định một là em về bên đấy thì thôi anh với em không có cái gì cả nữa.
Thế mày làm có về không? Thì bảo tao đây. Đi về đi. Đi về. Đi nhanh lên, khẩn trương lên. Bây giờ bố nói phải nghe chứ. Cô đi chuẩn cô nhá. Ở đây thì nhà nghèo lắm, làm sao mà nuôi nổi, nó đi về cô nhá. Chứ ở đây nhà nghèo này làm sao mà nuôi được nhà cấp 4, làm sao mà con ở được. Phải sang kia ở nhà chung hòa chứ nhỉ. Bắt xe anh ơi. Về về. Chứ ở gì cái nhà này nhà ở đây khổ mùi quá à. Chuột nát rồi, thích chuột bỏ ra đi này. Rồi này, không chịu nghe bố đi cả đấy. Cho cháu vào trong nhà làm quà cho má. Sao bên kia cứ bật cái quạt bên tèo thế gì ai. Thôi cháu vào bên phòng ngủ hè bên này. Không bên bên này. Bên này này, mở cửa ra. Con vừa mới cho con. Đi nào, mày không phải nói nhiều. Đấy, cho cháu ngồi về đấy, trong này để bật điều hè đi cho cháu. Bố nói với mày nhá, mình tao rất bực với mày đấy. Tao sẽ sang nhà nó, thì tao không nói thì to tiếng của mày đây được. Tao phải chịu đấy. Bố nói chuyện với chị mấy lần rồi, bảo là không có sang đấy rồi. Chị cứ nhấp viết đòi đi. Thế bây giờ ở bên nội bên đấy thì con cho sang bên đấy có sao đâu bố. Bây giờ bố cứ chửi ra mà bố bắt con phải về. Khổ thân cái sữa nó vừa đi lại. Đi thì tao bảo mày rồi nhá. Tao bảo phải giận mày rồi. Tao không cho thằng Kiên sang nhà mình cơ mà. Tao bảo rồi mà bao giờ mẹ nó sang đây nói chuyện cho người lớn thì mới cho về. Còn ở đây mà nhìn đây cũng là căn nhà gối đẹp. Điều hè quá, có thùng xem đấy. Đẹp có hai em nó phục vụ rồi bố. Phục vụ mẹ mày phục vụ nhá. Chứ nó cả chỉ còn lá sữa nó mới từ hôm đó mà chỉ cho đi lắng ngôi một đời ngoài trời 40 độ ra đi xe máy như thế. Thôi mày đừng giả tạo. Còn nãy tao ở đây chúng mày đối xử để với tao nên tao mới phải cho con tao về bên kia. Ngày em nấu ba bữa cơm bưng tận mồm chú bà đối xử để ở đây kia bố xem nào. Thôi nhưng mày không được cãi đâu nhá. Bố đi làm về bố chứng kiến hết rồi. Hai đứa nó vẫn hầu hạ đâu đấy nhá. Cơm nước đàng hoàng. Thằng Kiên sang nhà mày nhìn nó đập tét bét bua hết ra như thế mà con vẫn có bệnh thằng thần Kiên này. Ta phải cấm được Kiên lý do như thế nhá. Chồng con chẳng mất dạy gì cả với chồng con đó. Bởi vì là hôm đấy chồng con đập bát là vì cái bọn này nó quá giả tạo. Nó đối xử với bọn chồng con cũng chẳng cái gì hết. Nhưng mà khi bố về thì chúng nó giả tạo là bố chồng con nó bực tức với giả. Bố về nhá là bố nhìn thấy cơm kiếp đâu đấy, canh kiếp đâu đấy còn như thế nào nữa. Chứ không phải là con không thể được nói vu em như thế được. Được không vui em được. Bố thấy tận mắt như thế rồi chỉ còn trừ con cái nữa chứ. Bọn nó chỉ khuất mắt cho coi thôi. Những lúc bố không ở nhà ấy, bố không thể tưởng tượng được những cái điều mà chúng nó làm với con đâu. Em chẳng làm gì cả thôi chị ạ. Bố nói một câu gì cãi mười câu cứ cãi chết con mà không phải nói nữa. Bố chứng kiến rồi, con Thư này này, con Thư đổ em cho thằng Dũng với con Ngọc thôi nhá. Mày đều đổ em cho con Ngọc về với thằng Dũng để mày muốn để về nhà thằng Kiên cái gì hả? Con chẳng đổ em gì cả. Bố bây giờ cái gì bố chỉ bênh hai vợ chồng nhà nó. Bố có bao giờ bố coi con với cả anh Kiên là con của bố đâu. Tóm lại là bây giờ tao không nói về các cái chuyện đấy nữa. Mà bây giờ là hiện nay là tao không cho cái con Thưa về bên nhà thằng Kiên nữa. Để cái Thưa đây còn hai đứa phải trách nhiệm. Trông cháu hứa thì dự nhá. Đừng có mà để cho lúc gì cái Thưa này nói một cái chuyện gì nhà, xem bên nhà thằng Kiên là chết với tao. Tao nói cho mà biết thế. Bố chị đấy đi con... Xong rồi cứ đổ vẹ đổ vấy thì nó hầu hẹn cơm nước như thế. Xong rồi tao đi làm về. Xong thằng Kiên đi xem mày biết không, nó đập tung hết cả nhà cửa ra. Bên bố tung kia thùng về ra. Mày nhìn cái bức đường không có thằng có thể nào như thế không. Thằng con rể đấy là láo tét đấy. Cái này nó còn chửi bác. Láo tét thì cả con cũng nói với bố rõ rồi. Là chồng con làm như thế là bởi vì là hai tất cả là do hai đứa này. Nên là anh Kiên anh mới làm thế thôi. Em chờ là đi ở đây không? Này thôi, đóng cửa về cho cháu thôi. Trong này cháu không. Không chứ nó để gọi anh Kiên sang để đó về khóa cửa. Đóng cửa vào. Đóng cửa vào cho cháu nó bé. Đấy bây giờ nha, tao đi sang này tao đón nó về được rồi. Thì bây giờ chúng mày ở nhà phải cơm nước hay nọ kia đừng có để cho chị mày một điều tiếng gì sang bên nhà Kiên. Không lúc gì nó sang bên nhà Kiên là nó sang không. Nó nói cho mà rồi nhà cái kia nhà mai mốt nhà thằng Kiên nó bực mà con Thư nó sang bên đây rồi. Bố con nó đang ngồi là nó chán rồi nó lại đi lẹn thêm một bố đi làm á. Chị đưa để gọi anh Kiên, chị đưa để gọi anh Kiên về xong rồi là đón đi bố ạ. Vừa lên bố cảm có được đâu. Không đâu, chắc không dám xem nó nhà mình đâu. Bố chửi như thế mà bố chửi nhà con Thư rồi. Lên là chắc cũng không có nói đâu. Rồi nhà này đi nhà thuê làm mướn. Rồi đi ra ngoài xã hội nhà nó. Chứ không bố thì chắc không dám bắt sang nhà mình đi đâu. Thì cái này bác sang bác chửi như thế rồi. Làm sao mà dám sang đấy nữa. Với cái này bác không biết rồi. Nó thằng kia nó sang đấy nó chửi bác. Thế nọ kia bảo là đúng đấy bác cũng như nè. Bố bác sang bác chửi như thế rồi. Mà nó sang nhà bố về bố chửi cả cái thương như này rồi nè. Nó không dám có chuyện xem đâu.
rồi thằng này lại đi cầu vơ cầu bất rồi đi nem thang nem thuê nem mướn ngoài đường luôn chứ không bao giờ dám vét mặt xem nhà mình nữa này. Nếu nó vét mặt ở đây nhá thì con phải gọi điện ngay cho bố chứ không phải để cho nó đón cái chưa nhà mình về như thế được. Để cho bao giờ là cũng về xem mà nó thương bố người lớn thì bố cho con về. Bây giờ bố sang chửi như thế chắc không dám sang đây đâu bố. Bố chửi như thế không dám vắt mặt sang đây nữa đâu. Mà có Thư không cho gọi điện. Gọi điện thì là bố tém to anh ấy, một chuyện đừng đẹp đâu. Vâng.